khám phá và tìm hiểu những kiến thức trong các lĩnh vực của đời sống xã hội chính là tiêu chí mà chương trình Kiến thức gia đình muốn mang đến cho quý vị và các bạn. Lựa chọn những thiết bị nhà bếp hữu ích, tiện dụng và là một trong những yếu tố giúp tổ chức cuộc sống gia đình một cách khoa học và chất lượng. Hiện nay, thị trường thiết bị nhà bếp đã xuất hiện nhiều những tên tuổi thương hiệu mới. Những nhu cầu tìm hiểu thông tin của khán giả về một nhãn hiệu xuất hiện ở Việt Nam hơn một năm nay, đó là Braun đến từ Pháp. Chương trình có cuộc gặp gỡ trao đổi với đại diện Gista, đơn vị phân phối độc quyền nhãn hiệu này tại Việt Nam. Braun là một thương hiệu thiết bị gia dụng có xuất xứ từ Pháp, được Gista nhập khẩu và phân phối tại thị trường Việt Nam với danh nghĩa là nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền. Braun thì là một cái thương hiệu có thể nói là vị trí số 1 tại thị trường Pháp. Gista thì đã phân phối một số thương hiệu có xuất xứ từ châu Âu. Tuy nhiên là với cái thị hiếu của người tiêu dùng hiện nay thì chúng tôi nhận thấy rằng Braun là cái thương hiệu mà khá là nổi tiếng ở châu Âu và một số khách hàng tại thị trường Việt Nam cũng đã nghiên cứu đến sản phẩm này. Tuy nhiên là hiện tại thị trường Việt Nam thì vì chưa có nhà nhập khẩu nào, chính vì vậy mà chúng tôi đưa về và muốn cho khách hàng có nhiều sự lựa chọn hơn trong cái ngành thiết bị gia dụng. Braun thì cho khách hàng một sự lựa chọn đồng bộ các cái giải pháp mà đầy đủ về các cái sản phẩm trong không gian bếp. Ví dụ bếp, hút mùi, lò nướng, lò vi sóng, máy rửa bát, máy giặt, tủ rượu, vân vân, rất nhiều sản phẩm. Braun là một thương hiệu được sản xuất tại Pháp, được Hiệp hội ngành nghề Pháp gắn nhãn Origin Guarantee. Đây là một cái chứng nhận cho các cái sản phẩm được sản xuất tại Pháp. Và khách hàng tìm đến thương hiệu Braun hoàn toàn có thể yên tâm là các sản phẩm được sản xuất tại Pháp. Đối với thương hiệu Braun thì khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm bởi lẽ là các sản phẩm có xuất xứ từ châu Âu sẽ phải đảm bảo những cái tiêu chuẩn rất là nghiêm ngặt của thị trường châu Âu về chất lượng sản phẩm, về bảo vệ môi trường, về tiết kiệm năng lượng, về độ thẩm mỹ, cái đó cũng rất quan trọng. Với cái lễ ra mắt và giới thiệu sản phẩm của chúng tôi vào tháng 11 năm 2014 thì sản phẩm Braun được chính thức về thị trường Việt Nam. Và hiện tại thì chúng tôi đã có một cái hệ thống kênh phân phối khá là rộng khắp toàn quốc. Từ quý vị có thể xem địa chỉ cụ thể tại website của công ty braun.com.vn. Công ty Gista chúng tôi luôn tự hào là dịch vụ sau bán của chúng tôi là lâu nhất trên thị trường hiện tại, bởi vì tất cả các sản phẩm nhập khẩu của chúng tôi được bảo hành 3 năm. Đối với riêng thương hiệu Braun thì chúng tôi có một phòng chăm sóc khách hàng đặc biệt. Hy vọng rằng qua những thông tin ngày hôm nay, quý vị đã có thêm thông tin về những công nghệ, tính năng mới nhất của thiết bị nhà bếp phục vụ cho cuộc sống gia đình và một nhãn hiệu đang rất được các gia đình Việt Nam quan tâm hiện nay. Điều đó cũng góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình lên một tầm cao mới.